Chào các bạn, thì sau khi mà chạy được một đoạn đường á, qua khỏi chỗ đoạn tiếp dục khoảng 2 km, thì chúng ta có cái ngã ba, chúng ta bẻ trái vào. Rồi tới ngã ba, tới ngã ba chỗ đường này thì chúng ta quẹo vào nha các bạn. Đây là đường vào quán gà đốt hồ Ô Thum. Đây là quán siêu gà đốt mà chứ danh. Cho một con gà đốt đi với dĩa cơm chiên tỏi.
Ngon quá. Đây đây, đây một chút làm gà đốt cho xem. Thăm lại thôi không? Đúng rồi đúng không? Đây là gà đốt nha các bạn. Wow. Wow. Đó. Hấp dẫn chưa? Nhưng cũng rất là đông cái mọi người đến ăn quán gà đốt. Đây, phái đoàn của chúng tôi đang gà đốt đây. Ba người ha. Tại tôi với anh Thịnh tính là nhà trọ, anh Thịnh thì nó nói thảm nó để cho nó mượn cho mấy người lính ở. Đây, quán siêu gà đốt. Siêu đó các bạn. Đó. Đây, gà đốt lá chúc, gà nấu cháo, gà xào lá giang. Nhiều món nha. Lớn quá đó. Rồi, mời cái gà tới các bạn. Mà nói là con giống này gốc kia được, cái chuyện đó không được đâu. Chuyện đó luật thì tôi biết mà. Tôi biết chuyện đó. Cho nên là đây, cái vụ đó nó không đốt, có quan trọng. 250.000. Thật mà nói không có quan trọng. Xé luôn, xé luôn. Kìa, cái bọc bên đó kìa, ngừ xé thôi. Ngừng tay sao xé. Không phải có một nữa mà. Không, chỉ có một cái thôi. Nóng chưa? Rồi xé đi. Đây, nước chấm á, nước chấm ngon lắm á. Đẹp không? À đúng rồi, nước chấm đó. Nóng hổi vừa thổi vừa giòn luôn. Ngon lắm. Đây mấy anh em tôi ăn gà siêu gà đốt đây, xé mà có vẻ như là rất là khó khăn á các bạn, gà trên núi nó dai á. Nước chấm. Quay ai quay đừng quay mặt con ông nào, mặt con đưa đến màn hình ông xấu ráng chịu. Sống mà hành quá ông lu bu lắm. Các bạn thấy có thèm không? À, vàng khè luôn. Trời ơi. Tuyệt vời. Ở đây có thang hiểm thân nhập. Ngon quá bạn ơi. Nước chấm này là có dừng lại đi anh ta. Ớt nè, lá chúc nè, ngon lắm. Tài xé gà ngon quá. Xé gì nhiều quá. Wow. Chưa nó chán hả? Chưa có. Đúng ngon. Lại có ớt nhiễm chanh mới ngon. Xanh ha. Yeah. Con gà như vậy là 250.000, có con nhỏ hơn nữa. Tùy theo mấy bạn ăn nhiều hay ăn ít à. Mình đi ba người mình ăn con này. Cái này là nó nướng thì sao? Đốt thì sao?
không có cái gò. Chấm nó ướp gia vị xong hả? Rồi nó bỏ vô cái nồi nhôm hồi xưa bằng gan á. Đậy nắp lại, đốt lửa. Đốt lửa không to. Đốt hai giờ nó chở. Như có củ tỏi như thế gì đó. Hả? Ừ, tỏi cơ, tỏi ngon. Cứ mãi thêm củ tỏi. Miếng đất chỗ này tốt. Mát rồi. Ngon như vậy. Cơm nó gà đi nó ngồi. Ngon quá bạn ơi. Mấy bài à.